Chồng em đi đặt chấm về rồi, giờ anh đi thăm dến nữa kìa cả nhà. Có không ơi? Có không? Vậy hả? Ủa hả? Ồ, cá không nhiều quá ha. Ồ, cá lóc bự quá chồng. Này à, hai chồng em đi ra ngoài vườn của ông cậu đặt mấy cái mười mấy cái ống chấm. Mương này cũng lâu năm lắm mà không biết đặt có không. Hỏ. Mấy chú hỏ một câu nữa kìa. Ờ, một câu nữa nè cả nhà. Tí cưng á. Cưng. Hỏ. Ra ngoài cái liếp ổi đặt mấy cái mương vườn á. Dưa hấu. Dưa hấu này trước Tết. Quá trời clip dưa hấu luôn. Tới đây ngóng nãy rồi. Tới đây ngóng nè. Vợ chồng mình quay xin mến chào cả nhà thân thương của mình nha. Em chào cả nhà thân thương. Bữa nay hai chồng em đi đặt cái mười mấy cái ống chấm này cả nhà. Cái cạnh bên cái vườn của ông cậu. Sau lưng thì người ta đang trồng dưa nè cả nhà. Đó, đây. Đặt ra cặp cái mương vườn nhà, mương này lâu năm nha cả nhà. Có hên lắm mà ta. Ngon quá không có ta. Anh nói cạch cạch vậy là biết không có, có con lươn lỡ kêu cọc cọc rồi. Nghề tí chuyện cũng ổn vậy rồi. Khó ăn quá. Không đúng nè. Đúng nha. Có người mới nói không đúng á. Không mê đó. Gừng gặm quá. Anh giấu bên đây, ánh chúng bên kia. Quá cậu chạy. Đi á. Giờ là do người đặt rồi. Đừng nói thừa và nước nồi. Mưa nữa. Trời mưa nữa chứ. Ôi gà, mấy con gà. Mấy mương này là im trời luôn á. Okay. Mương này đã có không biết đặt đâu có nữa. Vậy xong rồi đó. Hôm đó hai chồng mình đi lấy chuột cái con này là nhãn quá trời nhãn luôn. Này vườn nhãn mà không có trái nhãn nào chứ. Nặng không? Dạ, sụt tao dở thử coi. Sụt nặng nặng không biết. Gì chống à? Ê, trời ơi trời. Đừng con lương thiệt. Thiệt chứ. Con lương nhỏ. Sụt xịt đó. Ê, vậy cũng được vô lương đấy. Ngốc rồi. Bô rồi. Biết nữa. À, bỏ đi ơi. Ngồi ra. Chút gà. Nhảy.
họ đem về nhà hả Chúc anh ơi? Chúc ra bò không thấy. Vườn này âm u quá trời, âm u luôn à. Trời ghét cũng hôm ngoài trời ơi. Trời ơi, sao kỳ vậy? Thế tình, có lương cũng ghét ra ngoài kìa. Hay quá. Sao ghét ngoài vậy anh? Anh ấy cái cây sao kỳ vậy? Dột đầu cây luôn chứ gì. Ê kìa. Nó mẻ sắc lên mà sao kì vậy? Mừng quá trời đá luôn. Gà nào gầm gì? Gà gái dữ. Lần lần qua đó thì anh đi lại cái clip đó, anh đi vô trong đó. Vậy hả? Anh đi múc chẩm nữa hả? Lộn nữa đó. Ồ. Lần lần qua bên kia đi. Để em đi lòn đây. Ở vườn nó âm u lắm á, cả nhà thân thương ơi. Tôi dưới đây nè, đặt lúc ở trong đó đó. Đúng dữ vậy hả anh? Còn mấy ống nè anh? 7-5 ống. Vậy hả? Rồi em giờ đi múc ở trong đó để lộ ra cái mường này nè, cái nhà thân thương mà em không có lộ được. Trời ơi. Lỡ mày. Thế hả? Mạnh ghê luôn, bự lắm. Ồ. Thấy nó nặng lắm luôn quá. Nặng hả? Nặng thiệt. Vô lương rồi cả nhà ơi. Cuối cùng cũng có thành quả, không có đường qua. Ủa chồng khoa xả rồi đó chồng. Quá trời tịnh lúng ống này dính nè. Nặng lắm. Đừng có chút ga, chút ga như ống hồi nãy nó xong luôn à. Đi lại đường lớn nữa hết chứ, chút nó bò bắt không kịp á. Quá. Anh qua anh lắc rồi vậy nha, ống này. Đã lắm. Lắc từ từ thôi, xúc luôn cái ấy ra đó nha. Hai con. Giấy hai con. Mà hai con vậy nó cũng vô đây cái nặng đó. Con thì nó bự, hai con nó nhỏ. Lúng kìa. Trời ơi. Mương lúng vậy đó em không có đi qua được á cả nhà. Có cần em lại kéo không? Không. Không cần hả? Đây. Được không? Em đi trước đi, giờ thì sao? Vườn quá âm u. Bây giờ cầm mà giờ biết à. Thôi lương này bự à. Lương này bự nè, kể 300 gà mấy rồi. Ba đâu? Đó đó đó. Nè nghe cục cục nè. Ít rồi. Đây đằng kia lại nó đổ trống trống đổ ra để sảy như con nãy nữa. Con nãy nó sảy ra thấy không? Nhớ lắm không? Nhớ. Có con mà không nhớ nữa thôi. Có con nãy nhà đổ ra chạy mất tiêu. Con lương nó hay lắm anh ơi. Vô rồi nó bây giờ trời trời luôn. Trúng đó, nãy u đầu cái. Trúng thiệt rồi, u cái đầu cái cạnh luôn rồi nè. Đầu
ở như mấy mươi này sao vô được, mấy mươi này mà vô được nhá. Trời ơi, nó mịt mù hết trơn sao đi nổi. Cái vườn đó là khó chắc luôn á. Đây chồng đặt mà có là thành quả là được rồi đó chồng. Mới tập đặt trứng nha. Ba em truyền nghề đó cả nhà ơi. Truyền nghề cho chồng em mà đặt được hai dính hai con mà con nãy chút ra sảy rồi. Chạy mất tiêu rồi. Con này con thứ hai. Kệ cái đó là cũng là cái thành quả ha anh. Cũng ăn lương là dễ lắm á. Ừ. Lương khó lắm, sức bà luôn. Nó có. Ok. Gà nhảy lại nó đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ấp nữa rồi. Nặng dữ ha. Nặng dữ lắm à. Giờ sọt vô cái máy nữa nè. Nghe nghe giống nặng nặng chút ra. Có kìa. Đây con được con. Con đâu nữa nè. Con đưa cái này ngay nè. Đặt chưa? À. Rồi rồi. Đây đây đây, họ bắt con kia luôn. Không có gì vậy? Ông này hả? Ừ. Cái người bự ra mà chắc chết rồi. Không nghe bỏ. Em biết tiệm nấu vậy nước ngập á. Mưa đi quyên đi mưa á. Đâu anh? Đi tới. Anh làm cái thôi. Đây nè, đây. Quả đây nè, quả xứng đáng làm đây nè. Ừ. Hé, quả hé nữa. Chút gà đi. Chút gà. Có khó. Ê! Chết queo rồi. Trời ơi trời. Con lươn nó bự. Ngập nước. Ngập nước chết. Ôi. Ôi đã. Khủng khiếp. Hẹn kia nói khoảng 200 gram. Ừ. Ôi vừa kho xả được anh ơi. Lươn nước nó đen, cái nó đen nè. Ừ. Nè. Đã thì. Trời ơi. Nước ngập là chết á. Mưa. Bỏ vô cái con lươn nhỏ nãy rồi. Đó, được thành quả. Nó còn sống nè nha cả nhà. Đây còn ngoe nè, còn sống nè. Ô thành quả hai chồng em cũng được ba con sảy hết con. Con lươn này 300 gram vậy. Ừ. Lươn mới chết rồi à. Thì nước ngập nè. Nhớt nè. Ừ. Đã quá. Đã thì. Đã ha. Ngon lành. Này về kho xả là bá cháy hay chồng. Kho xả ớt ha. Ừ. Nhìn đi. Đó. À, thành quả. Ô thành quả chồng em cũng được rồi. Cũng giỏi lắm bạn. Giỏi rồi. Cái bao cái nhà trong cái kia. Mấy bà mấy người đặt phòng đầu tiên à. Ngồi về điện cho ba đó là chuyện nghề cũng được. Ba con chú anh. Ba nghe ba đó mưa lớn nó ngập luôn cô chết là thật sự có thiệt á. Nắng đâu. Nước chỉ nó có đâu mà. Ai làm thấy kinh nghiệm của mấy người kia kìa, cắt cục vậy thôi. Xong làm cái lưới cho ra đây nè. Xong mình kéo lên về cái lưới vô cái lưới nó đâu được. Cái cầu đó có mày làm sao nè. Rồi anh đi đi em đứng này đợi ơi. Thiệt tình. Nhớ không? Đang kiếm nè. Ủa sao kỳ vậy ta? Trời ơi, sót đâu vậy chồng? Cái mường á. Phải coi cái ống nó có con lươn cũng đỏ ha. Te tới còn không có rồi. Vô. Sót. Hai chồng em về về. Đường đi vô. Yeah. Giờ nhà của ông chú đường xịn hôm mưa lớn quá giờ lớn luôn cả nhà. Cậu ba có nhà không? Có xe cậu đây mà không biết ông đâu à. Chắc cậu á làm sao đó. Nói cậu tiếng về. Vậy cậu ba, cảm ơn nha cậu ba. Ba có nghe đâu, thôi anh về. Ờ, chồng em đi đặt chấm về rồi, giờ anh đi thăm dến nữa kìa cả nhà. Có không ơi? Có không? Vậy hả? Gỗ hả? Gỗ với thao luôn.
Ồ cá cũng nhiều quá ha. Ồ cá lóc bự quá chồng. Đợi của mình cắt chấm về đi tới giờ luôn đó cả nhà. Đâu ở không. Thành quả của hai chồng em đi đặt dến nè. Nhiều không? Nhiều quá trời nhiều luôn kìa. Trời ơi chồng hái là bình quá trời luôn, đã quá. Sao lên được chồng yêu? 2, 3 bình non heo luôn. 2, 3 lên. Giỏi quá. Qua giờ hai cua nhà bá rồi đây. Nó bò kìa. Ê coi chừng té nha. Hai anh càng quá điện luôn. Trời mệt. Đừng mớ cá nhiều. Ồ có mấy cá lóc bự chết rồi. Thành quả hai chồng em đi thăm dến được cả nhà ơi. À, sáng hai chồng em đi đặt chấm con lươn này cả nhà, bự lắm nha. Lươn này chắc hơn 300g á. Về con lươn nó cũng bị chết rồi, về chứ mà còn ăn được nha. Lươn bị chết này cả nhà mà còn ăn được. Đặt cái này trong vắt ha. Về hai chồng em kho sả ớt nha. Đó. Nãy em đi đổ dớn về mấy ngày mới đi đổ rồi mấy con cá nó bị chết. Về mua sả ớt chiên. Về mua sả ớt chiên nha. Sẵn tay tước một bình luôn nè, về luôn chấm. Đó, phiền nha. Lươn phần đã sảy luôn. Má cháy hả? Ừ. Đường này to. Hên dính được con mà lần đầu tiên đặt dính vậy là mừng rồi đó cả nhà. Tí mấy anh giỏi rồi đó. Lươn chà bá luôn. Được hai lươn nhỏ lắm nha. Bà con bị nhảy ra. Nhảy ra kiếm không được, nó nhỏ quá, nó lụi vô cả rồi. Con đúng con lưng nhỏ. Thành quả quá độc. Thật dấn cá bự không à cả nhà. Có cá thắt lát nè, cá chi vàng, cá lóc nè. À mà 4-5 ngày không có rảnh, không có thời gian đi đổ chết trời. Còn ăn được nha, muối xả nó chiên ngon. Thơm bên này chồng đó. Dạ chồng. Phức gì? Lắp mũi em nghẹt bét à, không nghe được gì. Cái nồi bên kia đang bắt nồi nước sôi lên, đang luộc một bình. Bình hồi chưa cho em ấy nè. Con hút chào thì chấm mặt. Lúc bình luộc, chấm chao. Ba cháy luôn. Hấp dẫn à. Xong. Quá ngon. Tuyệt quá. Hoàn phức luôn. Lục bình chính ở đây rồi. Dạ chính rồi ơi. Quá. Đó, lục bình chính ở đây. Chuẩn bị sẵn keo chao vàng nha cả nhà. Chấm với lục bình. Hồn lương tính ra cưới ra bự dưới. Nhiều quá vậy. Lần đầu tiên trong đời mới biết đặt lương là dính lương luôn á. Chín vừa ba. Chín rồi, gục luôn rồi kìa. Gục ba hả? Gục luôn rồi. Đây chấm chào bá cháy hả ba? Chào quậy vô miếng bột ngọt, miếng đường với nặng vô miếng chanh á. Ngon quá. Trời mưa mưa về ăn mấy món lại ngon. Xả ra em kho chảo lương chín đó nè. Mà cái nồi đất á, nhắc xuống bếp nó còn sôi nha cả nhà. À. Dạ, xã em thì ăn lục bình chấm chao. Dạ, em không có ăn lương. Ăn cá rồi để ngán cá rồi không ăn. Lâu lâu ăn món này ngon, lục bình chấm chao là bá cháy rồi đó. Gia đình em mời cả nhà mình ăn cơm nha. Cùng lương kho xả nè. Rồi lục bình chấm chao nè. Con chào ông bà con chú. Con mời ông bà con chú ăn cơm. Mời cả nhà thân thương cơm với em nha. Rồi, mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình mình nha. Đúng mẹ, lương con có cay không nhớ không? Không, lương không có cay, ăn liền ngon lắm á. Nội xích vô con, nội xích vô bên lương nè. Ừ. Qua đó đó, đúng rồi. Rồi ăn đi. Mẹ bữa nay mẹ ăn lục bình chấm chao.
Dạ, ăn thử khúc lươn rồi mẹ. Má ơi, để em ăn nha. Không ăn lươn hả? Ăn thử khúc lươn rồi được, ngon, nóng nha. Ngon không? Ngon. Đã quá ha. Lươn dạ, lươn dạ bá luôn. Nguyên lươn đồng. Một con lươn, lươn mà sắc ra mà coi cỡ này nè cả nhà. Lươn này lươn nhất là chứ không phải lươn nhỏ đâu. Ba khen anh giỏi rồi đó. Rồi tới đây thì em cũng xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Hẹn cả nhà video sau nha. Chào tạm biệt cả nhà nha. Chào cả nhà Hương nha. Con chào ông bà cô chú. Cũng đã. Ngon. Này đậu giống thấy lục bình ngon quá. Biết bên này người ta muốn ăn lục bình. Bình đồ hơn. Ngon quá. Ngon. Ngon. Lươn ngon. Kho cũng ngon. Trời ơi là nhất. Trời mưa bão lúc ngày cũng đây. Không lúc đầu ra đường được quá. Trời mưa thì cái dầu đúng có sáng lắm đó là. Chịu đi dầu. Chịu ra đang đi chăn đi nữa. Ừ. Mẹ có đi mà. Không, mời mẹ mới đi thăm với bà. Cấp lưng lắm đẹp. Đó nhà ba mới bắt được con lươn bự nhất luôn đó rồi. Con ăn. Lần đầu tiên con đợi hả? Ừ. Lần đầu tiên mới biết đẹp chính luôn không? Ừ. Đó bắt lươn, lươn nhỏ nhỏ không chứ đâu bự nhất. Nó móc bà đi đặt, này có nữa bà nè. Nó chua rồi. Bà đi đặt, giống nữa. Ừ.